Vâng, tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ, luật pháp Việt Nam, thân chào anh chị em nha. Rồi, thì vừa qua cũng khá nhiều những anh chị em đang xin tị nạn, đặc biệt là những người đã từng biên giới đó, có liên hệ, có hỏi chúng tôi là họ bây giờ họ thuê luật sư để làm hồ sơ tị nạn cho họ, thì khả năng thành công có cao không, chắc chắn đậu không, chắc chắn được cho tị nạn hay không. Tại vì họ nghe bạn bè nói là thuê luật sư thì thường là đậu, chắc chắn, nhất là luật sư kinh nghiệm về về diện tị nạn thì sẽ được cho tị nạn, có đúng hay không? À, vâng anh chị em, để xem thử cái việc thuê luật sư tị nạn, đặc biệt là luật sư có kinh nghiệm, thì khả năng cái thành công hồ sơ tị nạn có cao hay không, có được hay không, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, phân tích xem các yếu tố đó là gì, và sự thật thì thuê luật sư tị nạn có làm cho cái hồ sơ tị nạn của anh chị em được hay chấp nhận hay không nha. Lát chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Rồi anh chị em thích kênh YouTube, TikTok, like kênh, follow kênh, subscribe kênh, chia sẻ đến bạn bè cả hai kênh nha, YouTube và TikTok. Chúng ta chỉ có hai kênh đó thôi, cùng tên tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ, YouTube, TikTok cũng là cùng tên thế thôi, không có kênh nào khác, không có cái chúng ta không đăng cái video clip trong cái kênh nào khác cả anh chị em nha. Rồi những ai có muốn tìm hiểu học hỏi thêm đừng ngại liên hệ với chúng tôi, chỉ có một cái điện số duy nhất thôi, bao gồm cả điện thoại, Zalo, Viber, WhatsApp, Signal, Telegram, cộng 1 559 900 6872, cộng 1 559 900 6872. Và chúng tôi cũng có một email liên hệ duy nhất mà thôi, email tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ a@gmail.com, tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ a@gmail.com. Rồi chúng tôi cũng xin bảo lưu cái quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của video clip này nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu chưa nào, đặc biệt những anh chị em mà đang có hồ sơ tị nạn, những người đến từ biên giới. Thì anh chị em thấy là đương nhiên là trong cái những vấn đề di trú, không chỉ riêng về diện tị nạn mà tất cả các diện di trú anh chị em, như diện di trú thì thường nên có luật sư hoặc chuyên gia pháp lý để hỗ trợ, đặc biệt là đối với những diện di trú phức tạp như là tị nạn thì cũng cần nên có luật sư, mặc dù luật không bắt buộc là khi ra tòa diện này phải có luật sư anh chị em nhớ nha, có thể có những người tự ra cũng được, nhưng mà phải nên có luật sư để chuẩn bị hồ sơ và chuẩn bị cho anh chị em các bước ra tòa như thế nào. Tất nhiên thuê luật sư thì đương nhiên mình phải có khả năng tài chính ha, luật sư càng kinh nghiệm người ta tính phí càng cao, nhưng luật sư sẽ giúp cho anh chị em rất nhiều rất nhiều, nhất là những luật sư kinh nghiệm. Tại vì sao? Những luật sư kinh nghiệm về tị nạn người ta biết là có những cái thông tin nào, người ta giúp biết cái bước đầu tiên là ta hỗ trợ cho anh chị em, hướng dẫn cho anh chị em thu thập các thông tin chứng cứ cho phù hợp. Bước thứ hai, họ chuẩn bị các đơn từ cần thiết, họ biết những cái thông tin nào là quan trọng, là có lợi cho anh chị em để đưa vào hồ sơ, những cái nào thông tin nào không có lợi thì họ không đưa vào. Như vậy sẽ có những cái đơn xin tị nạn nó đẹp hơn, hoàn hảo hơn, đúng không? Rồi vấn đề thứ ba nữa là họ sẽ giúp cho anh chị em những cái vấn đề về phỏng vấn tại tòa án di trú và tại sở di trú. Họ giúp ở đây là gì? Họ không có trả lời thay cho anh chị em, tại vì tòa án hỏi anh chị em chứ thẩm phán hỏi các bạn, không hỏi luật sư. Nhưng luật sư, vai trò của luật sư làm gì tại tòa án hoặc là tại sở di trú? Người ta sẽ ngồi nghe, và khi mà thẩm phán di trú hoặc là nhân viên chức sở di trú, người ta có những cái vấn đề hỏi anh chị em mà trái luật, mình là tay ngang mình không biết, nhưng luật sư người ta biết được đó là trái luật, người ta phản đối ngay, người ta nói ông thẩm phán hỏi như thế là không có đúng luật, không được hỏi như vậy, người ta phản đối ngay, người ta bảo vệ quyền lợi tốt hơn cho mình. Tại vì sao? Thật vì có những cái trường hợp nếu như mà các bạn đến một mình, thẩm phán di trú người ta gọi là abuse các bạn đó, người ta sẽ hỏi những cái câu trái luật, buộc các bạn phải khai những thông tin mà theo luật của các bạn không có quyền không khai, khai những thông tin đó ra sẽ bất lợi cho hồ sơ của các bạn. Nhưng nếu có luật sư người ta phát hiện ngay và người ta thấy ô thẩm phán, người ta phản đối liền, người ta không cho các bạn trả lời, người ta nói thẩm phán hỏi như thế là trái luật, không được đấy nha. Rồi như vậy các bạn thấy đó là vai trò của luật sư là vậy, người ta giúp bạn trong ba cái việc. Việc thứ nhất là thu thập thông tin chứng cứ,
hệ thống cái câu chuyện chứng cứ lại cho nó mang tính thuyết phục hơn, viết lại cho rõ ràng dễ hiểu. Với vấn đề thứ hai là họ giúp các bạn chuẩn bị đơn từ, biết những thông tin có lợi nào nên đưa vô, những thông tin nào bất lợi không được vô đơn. Và thứ ba, họ giúp cho các bạn phỏng vấn, họ bảo vệ các bạn trước lúc trước cái việc các bạn có thể bị gài bẫy, bị thẩm phán hoặc viên chức sở di trú có thể gài bẫy trái luật ai đấy thế. Nhưng các bạn lưu ý, tất nhiên như vậy các bạn thấy là vai trò của luật sư, đặc biệt là những luật sư có nhiều kinh nghiệm, người ta sẽ giúp rất nhiều cho cái hồ sơ tị nạn của các bạn, đương nhiên sẽ tăng cái tính thành công cao hơn. Nhưng các bạn nên nhớ rằng luật sư họ chỉ giúp các bạn là cho các bạn ba việc đó thôi, trên họ tôn trọng trên cơ sở sự thật khách quan những việc các bạn đã có, những thông tin chứng cứ câu chuyện các bạn đã có sẵn. Luật sư không giúp các bạn tạo ra chứng cứ câu chuyện giả, không bịa đặt các thông tin giả tạo. Các bạn lưu ý hết sức nha, và luật sư cũng không thay các bạn trả lời cho tòa di trú, cho thẩm phán di trú hay là viên chức của sở di trú, họ không thay, mà vấn đề chính vẫn là các bạn. Các bạn phải có câu chuyện, có lý do tị nạn thuyết phục. Và các bạn phải biết cách trả lời cho phù hợp. Vấn đề chính vẫn là ở các bạn, vẫn là lý do tị nạn có hay không, và có lý do tị nạn đó có thuyết phục được với thẩm phán di trú hay không, hoàn toàn là do các bạn. Luật sư không giúp các bạn tạo tạo giả câu chuyện, không thể giúp như vậy được. Luật sư cũng không có bày vẽ cho bạn những cái việc trái luật được, mà phải tuân thủ pháp luật. Các bạn lưu ý hết sức nha. Như vậy, thẩm phán luật sư di trú kinh nghiệm đương nhiên sẽ giúp cho các bạn tăng tỷ lệ thành công hồ sơ di trú lên, tị nạn lên rất cao. Nhưng luật sư không quyết định cái việc thành công hồ sơ tị nạn của các bạn, mà cái người quan trọng nhất phải là các bạn. Các bạn phải có cái lý do tị nạn, chứng cứ kèm theo thuyết phục, và cái quyền quyết định cuối cùng có cho các bạn tị nạn hay không là chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ ở đây thông qua đại diện là các thẩm phán tòa án di trú hoặc là các viên chức của sở di trú. Những người đại diện cho chính phủ Mỹ mới có thẩm quyền quyết định cho các bạn được tị nạn hay không. Đương nhiên, họ quyết định phải dựa trên các lý do chứng cứ tị nạn thuyết phục mà các bạn nộp kèm hồ sơ và khi các bạn trả lời khi phỏng vấn. Nha. Rồi, như vậy vừa qua những anh chị em có hỏi chúng tôi là nếu chúng tôi thuê luật sư thì luật sư tị nạn thì hồ sơ tị nạn của chúng tôi có chắc chắn thành công hay không? Và anh chị em, qua các điểm chúng tôi vừa phân tích, các bạn thấy luật sư tị nạn càng có nhiều kinh nghiệm thì tỷ lệ thành công hồ sơ tị nạn của các bạn sẽ tăng lên. Nhưng luật sư tị nạn không quyết định cái việc có được cho tị nạn hay không. Cái điều quan trọng nhất vẫn là chính các bạn có được câu chuyện tị nạn, có được lý do kèm theo có thuyết phục hay không. Và cái người quyết định cuối cùng chính là những người đại diện của chính phủ Mỹ, bao gồm thẩm phán, tòa án di trú, viên chức của sở di trú phụ trách về cái hồ sơ tị nạn. Anh chị em hết sức lưu ý, tóm lại là có luật sư nên có luật sư. Những cái diện tị nạn phức diện di trú phức tạp như là tị nạn thì các bạn nên có luật sư để có thể giúp cho các bạn ngay từ đầu. Cái diện tị nạn này, cái chứng cứ câu chuyện nó phải tích lũy trong một thời gian khá dài, chứ không thể một sớm một chiều một hai tuần có được mà có được ngay, mà có thể đủ thuyết phục được với thẩm phán di trú đâu các bạn. Vâng, và đương nhiên các bạn phải thu thập ra sao cho đúng, và phải sắp xếp trình tự thủ tục, viết lại tường trình ra sao cho phù hợp. Đó là cái vai trò của luật sư. Nhưng các bạn nhớ là chính các bạn mới là người quan trọng nhất nha, và cái người quyết định cuối cùng phải là chính phủ Mỹ. Luật sư không thể quyết định cho các bạn có được tị nạn hay không, luật sư chỉ giúp cho các bạn hồ sơ tốt nhất mà thôi. Rồi, các bạn đã hiểu rõ vấn đề về vai trò luật sư trong một trong hồ sơ di trú, đặc biệt những hồ sơ phức tạp như là diện tị nạn đúng không nào? Rồi, hẹn gặp lại anh chị em trong các video tiếp tiếp theo. Bye bye, xin chào.